Dạ, thưa cô Hanna, cô có thể giải thích cho con sơ về cái sản phẩm và về cái thành phần và công dụng của cái sản phẩm AV24 và lý do tại sao mà cô yêu thích nó? Được không? AV24 là kem đánh răng của công ty New Skin và nó có hai thứ khác nhau nha. Một thứ là tẩy trắng, một thứ là chống sâu răng. Thì cái bộ này đó là cái chữ AP24 đó, ý nghĩa của nó đó là một cái công thức mà đặc biệt của công ty New Skin, và công dụng của nó đó là sau khi mà mình đánh răng xong á thì cái thành phần của trong cái AP24 này á nó bọc hết cái răng của mình và nó làm cho cái răng của mình cảm giác rất là bóng, và vì vậy những cái chất bẩn á không có thể bám vô răng của mình được, tại vì nhờ cái chất bóng bảo vệ của AP24 ha. Còn cái đó là thị trường chính, và đa số những cái này trong cái này là sản phẩm natural, và nó cũng đặc biệt là rất là ngọt, trẻ con mà dùng rồi thì không có trở lại các cái sản phẩm hóa chất này kia. Yeah. Thì lý do đó là cái chính mà cô thích là natural thiên nhiên, và cái công thức đặc biệt của AP24 là cái formula, cái công thức của nó và bọc cái răng của mình và giúp cho nó mình đánh răng xong mình có thể liếm, mình có thể cảm giác được cái răng mình rất là bóng và rất là trơn, nên là mình biết chắc rằng thức ăn thức bẩn không có thể bám vào răng mình được, và nó bảo vệ chống sâu răng và nó chống sưng núm răng và tẩy trắng răng. Dạ, con cảm ơn cô về những cái thông tin mà cô vừa cho con biết. Và câu hỏi thứ hai đó là cô có thể giúp con, đó là con cũng hay nhận được cái câu hỏi là nhiều người hay thắc mắc là cái sản phẩm này có được ADA approved. Okay, ADA là American Dental Association đó hả cháu? Con cũng không biết. Okay. American Dental Association approved hay không thì hai điều về cái vấn đề này cô chia sẻ với cháu. Là cái American Dental Association mình muốn có cái dấu hiệu đóng hộp trên cái này á thì là mình chỉ cần trả tiền thôi, ok, và cái sản phẩm của mình nó không có ADA approved mà chỉ cần trả tiền là có, nhưng mình không cần. Và ngoài ra đó là không có một cái minh chứng nào nếu mà được cái ADA approved là minh chứng rằng hay là cái đòi hỏi là cái điều kiện để chứng nhận rằng sản phẩm đó là sản phẩm cao cấp, ok. Thành ra chỉ cần trả tiền là sẽ được đóng mộc trên cái sản phẩm của mình. Nhưng mà khi được đóng mộc đó, cái chữ ADA approved đó, nó cũng không có nghĩa là sản phẩm đó là cao cấp hoặc là có chất lượng. Yeah. Ok, không nghĩa lý gì hết. Chỉ cần trả tiền là có cái chữ mộc trên cái sản phẩm mình thôi. Nhưng mà sản phẩm của mình không có cái mộc của ADA. Ok, thì cô nói vậy cháu hiểu. Dạ, con cảm ơn cô nhiều.